Đại hội thể thao châu Á ASEAN hay Á vận hội đã chính thức quay trở lại sau 4 năm. Là sự kiện thể thao lớn thứ hai thế giới và lớn nhất ở khu vực châu Á. Mọi sự quan tâm của những người yêu thể thao đang hướng về thành phố Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, nơi các vận động viên tranh tài giành huy chương ASEAN. Đội tuyển golf Việt Nam đã tham dự đấu trường lớn nhất khu vực với sự đồng hành của hai thương hiệu đồ golf Boss và Fairlie. Những thiết kế thoải mái và cao cấp này đã góp phần làm nên sự tự tin của các vận động viên trên sân cỏ của Á vận hội. Đồng hành cùng các tuyển thủ nam trong chặng đường tại ASEAN 19 là thương hiệu Boss với những thiết kế đồ golf cao cấp mang kiểu dáng cùng màu sắc nhã nhặn, chất vải thoáng mát. Trang phục chơi golf của Boss sở hữu nhiều ưu điểm từ form dáng thanh lịch đến chất liệu ứng dụng khoa học tiên tiến, mang đến cảm giác thoải mái nhất cho các golf thủ khi tranh đấu trên thảm cỏ xanh. Trong khi đó, các nữ tuyển thủ lại rạng rỡ trong những chiếc áo trắng thanh lịch và xinh xắn từ Fairlie. Thương hiệu đồ golf đến từ Hàn Quốc hiện rất được yêu thích bởi các nữ golf thủ nhờ thiết kế nữ tính, tông màu đa dạng làm nổi bật nét duyên dáng của người mặc. Một trong những điểm nổi bật ở Fairlie là phong cách cổ điển độc đáo với những sắc màu tinh tế đại diện cho thời trang golf cao cấp. Trước khi đến với đấu trường ASEAN, các tuyển thủ thuộc đội tuyển quốc gia cũng đã đạt những thành tích nổi bật như huy chương vàng cá nhân nam của vận động viên Lê Khánh Hưng, huy chương đồng cá nhân nam của vận động viên Nguyễn Anh Minh và huy chương bạc đồng đội nam tại SEA Games 32. Đến ASEAN 19 với tinh thần học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đội tuyển golf quốc gia đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm thi đấu, tâm lý thi đấu.